Ok. Từ khi quên em, anh đã biết vui rồi. Vì những lúc con nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá. Chào em rồi, em yêu kiều lướt thân cho hồn đắm say. Cuộc tình ngờ dài lâu, phù sa vòng tay êm ái. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc cho. Nhưng lòng anh vui ngoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm tốt trong mơ anh vẫn chờ, hơi gấp chờ tí. Em đến tình tôi xót xa. Mấy cái đoạn đảo phách chưa được tự nhiên rồi đấy, tự nhiên như là lúc đánh xuống như thế. Tâm lý một cái thứ hai là dù sao đảo phách nó cũng là khó. Đánh nó hơi bị cuốn, bánh cuốn. Đánh to lên một chút nữa, đánh nhanh lên, dẻo cái tay phải ra một tí nữa. Đi bát hay thêm tí nữa là xong bài rồi. Đấy, điệu blue thế, thầy lấy cái ví dụ bài đấy mà tập thôi. Còn đang đánh những điệu blue thì em có thể bài 4 khác em vẫn nhét được vào. Ok thầy. Ok, hẹn gặp lại.